của một ngày vừa mới bắt đầu phải ý thức rõ mình cần phải làm gì. Đó là điều rất là quan trọng. Người ta thường bỏ quên sự cảm ơn. Con người phải khắc ghi trong lòng những điều mà mình đang mang ơn, giống như là cây cối, hoa, gió, nước, không khí đều không thuộc về chúng ta. Càng nên biết ơn đối với tất cả, luôn mang trong lòng sự cảm ơn để sống và tư duy. Như vậy chúng ta sẽ gặt hái được nhiều điều hơn, không phải là việc vô bổ. Nếu mọi thứ đều vô bổ, chẳng phải chúng ta đều sinh bệnh hết rồi sao? Nếu như mắc bệnh thì cách cái chết đâu còn xa xôi nữa, đúng không? Chúng ta mang trong lòng sự cảm ơn cũng giống như đóa hoa tuyệt đẹp. Tức là từ đằng chỗ dừng lại tới này luôn. Dạ. Ôi quá sức rồi. Dạ. Đây quý vị, những cái cảnh mà mấy cô quét đường ha, quét đường để cho thầy đi nè. Rồi chúc mấy cô luôn luôn khỏe mạnh nha, để quét cho thầy đi được cái giò đừng có đau. Dạ. Dạ. Quá đường này mấy cô quét. Gần đây trên mạng cộng đồng xuất hiện một vị thật không thể ngờ, ngàn năm qua đến giờ mới thấy, hạnh thiệt tu, tự tại an nhiên, ôm nồi cơm điện khắp miền, đầu trần chân chuỗi bạc tiền chẳng ham. Người chẳng thích chùa am Phật tử, ruộng xe tàu mọi thứ chẳng màng. Trên mình mặc áo giá vàng, giải từ nghĩa địa mồ quan kết vào. Ngày một ngõ ai nào rõ thấu, chân bước đi theo dấu Phật xưa. Tham sân tam độc quyết chừa, chẳng màng thế sự ghét ưa tị hiềm. Người luôn được nhân thiên ủng hộ, đi tới đâu rầm rộ đón chào. Cũng không hề có tự cao, xưng con lòng chẳng núng nao tuyệt vời. Mỗi bước chân đất trời nghiêng ngửa, ôm nồi cơm hằng bữa sư mang. Làm cho thế giới bàng hoàng, trái chiều tranh luận ngày càng rối tung. Xưa nay chốn rừng tùng Phật giáo, các tà sư ham háo lợi danh, quên luôn chí nguyện cao thanh chân truyền Phật tổ cũng đành lãng sao. Nay lại bỗng thiên tàu hoạch định, xuất hiện người chân chính chân truyền, chấn hưng Phật giáo mọi miền, duy trì chân lý hữu duyên độ đời. Người ấy chính không ai nào trụ, người ấy chính không nơi nào trụ. Tục danh tên anh Tú họ Lê, lúc sinh trên ruộng đường về, 1981 vẹn bề tròn vuông. Giống phụ thân như khuôn in đúc, ông Lê Xuân hạnh phúc vô bờ. Thật là một chuyện bất ngờ, trời cho quý tử ước mơ đã thành. Lê Anh Tú thứ danh kế trưởng, 4 anh em tâm tướng hiền lành, nguyên quán tại huyện Kỳ Anh, tỉnh là Hà Tĩnh, Kỳ Văn xã người. Tính đến nay tuổi đời khiêm tốn, 43 tân dậu con gà, tính tình đôn hậu thật thà, hiếu thảo nổi tiếng cả nhà quý yêu. Lúc vào trường gương niêu các khối, xét cuối năm học giỏi cả hai,
phổ thông trung học tú tài, tạm dừng nhập ngũ đời trai tiến thành hành. Vào quân đội thăng danh thượng cấp, suốt 3 năm tái lập về quê. Vào trường trung cấp cấp học nghề, Tây Nguyên lâm nghiệp sang xuê phỉ tình. Tốt nghiệp xong hiển dinh chối gạn, đo đạt theo dự án mọi miền. Thường thì công tác Phú Yên, trụ sở Đắk Lắk hữu duyên theo làm. Lúc rỗi rảnh thích ham đọc sách, nghiên cứu kinh hiểu các tu hiền. Ăn chay niệm Phật tham thiền, không màng ái dục nợ duyên thế trần. Một hôm nọ cân phân đủ nét, lại mẹ cha xin phép xuất gia. Cả nhà vui vẻ thăng hoa, bố liền nhắc nhở con mà nhớ ghi. Điều trước nhất luật nghi phải giữ, không phận thu mọi thứ bạc tiền. Chỉ thọ thực gieo duyên, chớ đừng tham đắm nghiệp phiền thế gian. Lời bố dạy như vàng như ngọc, sư quyết lòng theo học trọn đời. 6 năm hành khất thảnh thơi, vào Nam ra Bắc mọi nơi an lành. Từ Hà Giang tiến hành quay lại, tới Nghệ An đùng cái dị gian. Phật tử cung kính hai hàng, mọi người quét gác chọn đàn sư đi. Với công đức tư nghị bất khả, hộ tống sư theo cả mấy làng. Tính nhẩm có trên 5.000, trẻ già lớn nhỏ lòng càng kính tinh. Cả đại chúng hoan nghênh nhiệt liệt, tán thán sư mới thiệt chân tu. Ngàn năm đạo Phật mờ lu, nay bừng sáng lại như mù hết đuôi. Đến Hà Tĩnh bùi ngùi thương nhớ quê hương nhà. Nó xử lý gì ạ? Nó phạt nó không. Thưa quý vị, thì hiện nay Toàn đang nghỉ trưa và đang đi xuống dưới. Và đây là khu vực này là công an nó không cho đậu xe luôn. Cho nên nó là mình phải chạy kiếm chỗ nào mà nó cho đậu mới đậu được đó quý vị. Ủa, có mấy cái y bỏ vô tài ơi. Y áo bỏ anh ơi. Đây là nguyên khu vực này là không cho đậu xe. Đông quá. Đây là những miếng vải mà người dân để cúng dường cho tất cả các sư. Đây là người dân đang quét đường và dùng những cái miếng vải xuống để cho quý sư để nhặt lên để cho con bước quý vị. Bây giờ đưa thì trực tiếp thì quý sư không có không nhận, tại vì quý sư đã tự lập mặt thôi. Tại giờ này sư chưa đi đâu, 2 giờ sư mới đi. Giờ này bà con đang rất là đông. Rất đông để chuẩn bị đồng hành cùng với sư nha quý vị. Rất đông.
Sang ơi, sư cô. Ở Di Đà Phật. Quá, sư cô bữa nay đi quá sức rồi. Nam mô A Di Đà Phật. Giò có sao không sư cô? Phòng lột lên hết hả? Nam mô A Di Đà Phật. Ê, quá sư cô có chú trí quá. Bàn chân của con này vợ đang thu rồi, dính nhựa dưới luôn rồi. Dạ, cái này nó chai luôn hay gì cô? Chai chưa. Bị rộp đó, đang bị rộp. Bị rộp mà. Bàn ấy đang bị rộp, bị phồng lên rồi con ấy kim chiếc nước nó chảy ra rồi con đi. Tràng ơi. Hay gì Đà Phật. Cầu cho nhân loại bình an, con sẵn sàng đầy loại tâm thân này. Cảm ơn. Nam mô A Di Đà Phật. Quá sức rồi. Dính nhựa kêu là sao mình đợi được mới đi nha, mình đem xì lầy luôn. Đây là mấy tô này cũng đi theo luôn ha, quá sức rồi. Sư nở đi qua, mẹ cha đứng tựa cửa nhà, tiễn chân con trẻ lòng già quặn đau. Qua đèo ngang không sao tả xiết, phân bố nhau mài miệt dọn đường. Quảng Bình Phật tử quý thương, đua nhau rầm rộ cúng dường tuệ minh. Thấy bất ổn thình lình chuyển hướng, sư nói lên ý tưởng của mình. Thôi thì về lại gia đình, đừng theo con đều tình giả lây. Rồi lần lượt chia tay đại chúng, Đi sâu vào thung lũng rừng sâu. Bao người nuối tiếc nhìn nhau, không kìm nước mắt lệ trào tuôn ra. Hạnh khất sĩ đầu đà đệ nhất, minh đăng quang tựa khất khai sơn. Phần nhiều sư thiệt chánh chơn, có ai bị kịp xạ dơn phái này. Các chư tổ xưa nay đều thế, ai còn tham lễ mễ khó tu. Làm sao thoát khỏi diêm phù, làm sao ra khỏi thao tùy thế gian. Qua câu chuyện sư mang bình bát, bằng nồi cơm ngào ngạt hương thơm, no lòng Phật tử sớm hơn. Dạ tu chuyện đấu, liệu hồn đi nghe. Ngày 22 lại tiếp tục vào năm tình tích quan minh. Tiếp mừng minh tệ đăng trình, ba bồn thuộc tỉnh Quảng Bình miền Trung. Các Phật tử ung dung chào đón, đội mưa dầm chẳng nón chẳng ô. Chân dung miệng cứ Nam Mô, vui mừng không xiết chú cô đồng hành. Lại có nhóm lừng danh dọn dẹp, từ võ đường đất thép Củ Chi, cử ra bảo vệ sư đi Quảng Bình, thẳng tiến đáo quy Sài Gòn. Mời Phật tử bà con tiếp tục cùng chờ xem từng phút tiếp theo. Sư thầy hành khất đã lâu, thích nhận những gì tạm đủ thôi. Minh triết đời nay xem ít gặp, tuệ trung thượng sĩ hiếm chào ôi. Ôm lấy chấn hưng đạo ngửa nghiêng, nồi da sáu thịt Phật truyền miên. Cơm chay thuần khiết đời an lạc, điện thấy của bà con đang đứng như thế này nè, quá sức luôn. Đứng đây để đã làm cái hàng rào luôn rồi, một cái hàng rào luôn rồi. Yeah, chặn người đi bộ, chặn xe luôn, không cho đi đường này luôn quý vị. Cho nên nó là sự tiếp cận của sư Minh Tệ kể từ đây
đối với lòng yêu mến của bà con, không còn truyền tải những thông tin. Chắc đây là video sau cùng của đoàn YouTube nữa vì đoàn sư Minh Tệ đi trước rồi, anh em đoàn xe không cho chúng ta đi nữa, tức là ngừng lại hết. Cho nên đây là chắc những video sau cùng rồi quý vị ạ. Người dân ở đây nó cũng không cho đi qua luôn. Không cho đi qua luôn. Mới đây bữa đầu tiên gặp kiếp nạn rồi hả? Cho nên đây là bà con đứng để đợi chờ cho qua cổng quý vị. Được xả cửa là bà con quá mừng luôn, quá vui rồi. Nãy giờ đi tôi nói nghe là chặn một trên một tiếng đồng hồ rồi, từ lúc mà quý sư đi trước rồi sau đó chặn khoảng một tiếng đồng hồ. Thì bà con lớp đối lớp khác quý vị ơi, quá sức rồi. Đây cắt đuôi rất là xa. Sao cho là hai cái tiếp này đi bình thường, đủ bao nhiêu không? Ừ. Đủ rồi, đủ rồi. Yeah.